Hôm nay xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ học một tấm đi. Đấy, mình bắt một tấm đi mà bắt đi luôn. Đấy, không có nhiều nữa, mình bắt luôn con. Đấy, ở kia. Đây. Có những bắt luôn gói ở kia các bạn nha. À, đừng nhớ like, chia sẻ và subscribe cho mình. Anh chờ đấy nha. Đấy. Bắt ra này. Ô, thế này các bạn ơi. Còn đây. Tháo con này ra đã. Ta-da! Phim này khóc. Ui, các bạn ơi. Đây là phi con gái các bạn nha. Ấy, đừng nhìn thấy đâu. Bạn thấy rõ không nhá? Đấy, phi con tóc của nhạc. Chết chối. Ý, đất mày. Tôi kiểu này đấy, còn như thế nào này. Trước mình được quay được hai con, các bạn nhìn thấy em. Thế đây, rất rất nhiều người, có nhiều người chửi luôn. Đấy, đây. Không có đất kia, bây giờ mình phải bóc vào thứ hai luôn. Nha, các bạn. Ôi. Các bạn bạn, bạn còn đây có 16 con thì mình chưa đến chưa cần mình chỉ cần đến 16 con thôi. Rồi bây giờ xem có gì nhá. Ôi cái thẻ các bạn ơi, cái thẻ rồi các bạn nhá. Ấy ôi bóc này nha nha. Đấy. Còn à rồi đi trùng vui bạn ơi, hai trùng nữa bạn ơi, trùng hai con, chán thật chứ, ai kìa, phí quá rồi. Nếu bạn ủng hộ nhiệt tình thì mình sẽ cho một con kể grab mi trùng của mình nha. Wow, hãy xem đây, đây này xem đây, còn hai cái cuối cùng, bóc luôn. Mình thấy cái gì màu hồng rồi. Chắc chắn là con gì đó các bạn nhá. Ấy, mình thấy màu viền đã thành màu hồng rồi. Ba. Công chúa kẹo mơ mộng. Ui, con này mình chưa có luôn, mới các bạn nhá. Công chúa kẹo mơ mộng là công chúa. Là công chúa kẹo cao su các bạn nhá. Ấy. Ấy, các bạn thấy không? Mình thấy rõ nhỉ. Đây thì các bạn xem lại nha. Thấy được rồi. Ba con trứng, hai con trứng, chán cứ. Sao lúc nào bắt những cái trứng nhỉ các bạn nhỉ? Nhớ sao luôn đi. Đánh chỉ thôi. Khá biết là con gì lại là công chúa kẹo mơ mộng này đó. Đây mình cho các bạn xem cho cái hộ mình vừa bóc luôn nhá, xem cái mình vừa bóc ấy nó xui thế. Đây đôi ấy rồi, mình vừa bóc ấy, không phải là mình đùa, mình thề. Đây hai con này thấy không, mấy bạn cùng nói là mình nhỏ thì lúc đấy là mình đi ngoài đường đang không người không nói được. Các bạn bình luận một số. Ủa, chán có đi. Bây giờ mới hôm đi mình xong bắt chuẩn hai con. Why? What? Các bạn nào thích thì mình sẽ cho một con này nhá, mình có hai con phi trùng đúng rồi, hai con chúa kẹo mâm mộng trùng và Felona, đây là phi con gái trùng nhá. Ấy thật ồ ồ ấy
Ăn ghi này rất ngon nhá. Ngon. Thôi, bye bye các bạn nha. Chào tạm biệt, bye bye. Đi đi có kẹo.